thức lê chúng đã một nước chung cho cõi đời rồi. Nước sáng đã vì được chiếu ra trần gian u đau cho tôi. Ngài là ánh sáng mới rọi vào nơi xa xôi, dẫn dắt con đi tới trời muôn. Chính thánh đã bị ngài vì chưa quên thân mình, ngài đã quên thân mình trót cả cuộc đời, trót cả một đêm suy ngài kinh thánh. Ngài học muôn thế giới được chuyên trở chuyện thì biết vui, dẫn bước con tin về quê trời. Ngọn đuốc từ tay Chúa thoát, từ tay của Chúa hồng phúc từ đây xuống thế giới. Ban ơn phúc anh được kể bát cho người, chót cả cuộc đời, chót cả một đêm suy nghĩ.